ở đây mấy, ở đây mét mấy, 2 mét luôn. Các bạn chị thấy cao quá. Đó, họ chạy nhựa bên này cầu rồi ha, bên này xã Phước Kiển này, trường này là trường Nguyễn Văn Quỳ này. Ngày hôm nay á, khu vực Nhà Bè em thấy là càng ngày càng ngập dữ. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang ở Nhà Bè, con đường Lê Văn Lương. Hướng này là chúng ta đi xuống cầu Long Kiển đang xây, thưa cô bác anh chị. Và bây giờ là 2 giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2023. À, hiện tại thì trời mưa. Em phía sau lưng của em thì chúng ta sẽ đi về Phú Mỹ Hưng, khu vực Nhà Bè, con đường Lê Văn Lương. Nó gần như là một cái khu xóm nhiều công nhân lao động bậc nhất của khu vực huyện Nhà Bè đó, thưa cô bác anh chị. Một con đường mà có rất nhiều xóm trọ, cũng là một con đường mà ngập nước bậc nhất của khu vực Nhà Bè. Trời mưa thì cái cảnh vật ở đây nó hơi buồn một chút. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe. Bên trái của em ở đây là quẹo về bệnh viện huyện Nhà Bè, cái bệnh viện cũ của cô bác anh chị. Bên này thì có một cái khu đất trống, khu dân cư trống, người ta xây dựng dở dang. Mời cô bác anh chị dạo phố một chút xíu trong cái cơn mưa này nha. Bây giờ thì hết mưa rồi, đường xá này chị còn vụn nước đọng lem nhem như vậy thôi. Mấy hôm nay thì ở khu vực Nhà Bè này nè, em thấy là tình hình có vẻ như nó cũng ngập nước còn nhiều hơn cả năm trước nữa. Mưa một chút xíu nhỏ nhỏ thôi là bắt đầu nước chạy không được đó, cô bác anh chị. Cái ở bên trái của em có cái bạc tạp hóa nó sập xuống luôn. Mưa rồi có gió, mà mưa nhanh hết lắm nha. Mưa có một chút xíu à, là mặc dù mưa to đó, nhưng mà chút xíu là thổi gió thổi bay đi hết trơn mây. Mấy hôm nay Sài Gòn mình thường xuyên như vậy. Cho nên cô bác anh chị thấy là em đâu có quay được cái mưa nào đó, nó trọn vẹn từ đầu tới cuối, tiếng mưa lợp đợp như ngày xưa đâu. Mưa kiểu kỳ lắm. Mấy hôm nay thì cũng triều cường đó cô bác anh chị. Triều cường cứ khoảng chiều sáng thì nước lên. Và bắt đầu cái đợt này nè, đợt trước cũng là triều cường nhưng em không thấy nước ngập. Đợt này bắt đầu là cũng nước ngập rồi đó. Bắt đầu nước ngập đó. Hôm qua hôm kia thì em thấy nước bắt đầu dâng lên ngập đường. Và có thể bắt đầu từ cái tháng này, từ cái tháng này cho tới cuối năm, tới Tết là sẽ Nhà Bè và nói chung là Sài Gòn mình ở những cái khu vực thấp thấp đó sẽ phải chịu cái cảnh ngập lụt giống như những cái năm trước tiếp. Mà năm nay dự báo thậm chí là còn sẽ còn ngập nhiều hơn đó, bởi vì Sài Gòn mình em thấy càng ngày càng ngập. Em đang chạy ra ngoài mua ít đồ. Mưa xong cái giờ em chạy về. Cái cầu Long Kiển thì bây giờ xây cũng gần xong rồi đó cô bác anh chị. Xây gần xong, có thể là tháng 8 ha, giữa tháng 8 hoặc cuối tháng 8 là chúng ta có thể khánh thành được rồi. Mừng quá trời, hết lớn. Trong cái clip này thì trời mưa cho nên là em cũng không có chạy loanh quanh cầu Long Kiển nhiều, nó lầy lội. Để một cái hôm nào mà khô ráo em cập nhật chi tiết gửi đến cô bác anh chị. Thôi thì không có mưa, quay cái cảnh sau mưa như thế này cũng gọi là một chút cái hình ảnh của cái khu xóm Nhà Bè.
cảnh vật đôi khi nó cũng có một chút gì đó sơ sát hơn so với bình thường đó các anh chị. Ở dưới này vậy chứ nhà cửa người ta cho thuê, đặc biệt là các cái miếng đất mà nó to to chút xíu đó, để người ta gọi là làm các cái kho, cái xưởng hoặc là các cái quán ăn của các anh chị, ta cho thuê cũng nhiều lắm nha, chứ không ít đâu. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi, có cơn mưa ập tới vậy thôi á. Có thể tới tối mới mưa lại, thường thường mấy hôm nay Sài Gòn mình như vậy. Đây là cầu ông 4 nè, thưa cô bác anh chị, em chạy một chút khu vực này ha. Đó, nó trầm lắng. Sáng ngày ở thì con đường này cũng đông lắm thưa cô bác anh chị, người ta bán chợ này ha, rồi bán đồ ăn sáng đó, công nhân đi làm đồ ở đây cũng nhiều. Cô bác anh chị nhìn cái khu khách sạn này nè, mấy cái kinh doanh khách sạn đồ ngày hôm nay người ta cũng đóng cửa, nhà bán hoặc cho thuê cô bác anh chị thấy không. Rào chắn, đây là một cái khách sạn cũng mở cũng lâu lắm. Hồi trước em về đây cách đây cũng 3 năm rồi, là người ta đã kinh doanh ở đó hồi nào rồi. Mà bây giờ mùa này là thua luôn, đóng cửa, không bán vé số, ngồi trên cầu. Ở đây thì bên tay trái của em nó có con đường Phạm Hữu Lầu đi ra tới huyện Hữu Thọ. Ngay cái chỗ đường Phạm Hữu Lầu đoạn này thì người ta đang làm một cái tuyến metro, xin lỗi các anh chị, cái khu dân cư GS Metro. Và ngày hôm nay đã hình thành được rất là nhiều khu nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ rồi. Mưa có chút xíu, nước quá trời luôn, mấy cái lỗ cống hình như là nó không có chạy được luôn, mà thậm chí nó còn phun lên lại. Ở đây thì em sẽ mời cô bác anh chị quẹo trái chút xíu nha. Chúng ta cập nhật một chút cái con đường Phạm Hữu Lầu này. Đó, nhà ba Phạm Hữu Lầu với Lê Văn Lương. Đó, cuộc sống, nhà cửa, buôn bán của bà con mình như vậy thôi. Đó, mưa tầm khoảng có 10 phút à, là nó chạy cái nước không được đó của mấy anh chị. Ngày hôm nay á, khu vực Nhà Bè em thấy là càng ngày càng ngập dữ. Năm ngoái đâu có đến nỗi như vậy đâu, mà năm nay là thấy chưa gì mà thấy ghê rồi đó. Sắp tới mà thị triều lên á, thật ra ở cái con đường Lê Văn Lương này này, khu Nhà Bè này sợ nhất là thị triều của mấy anh chị. Mưa to thì nhiều khi hỏa hoạn mùa mưa mà ngập, vì mưa to nó không có nhiều, nhưng mà ngập vì chiều cường thì ngập liên tục. Mới mấy cái bắt đầu từ tháng 9 trở đi là ngập liên tục, cứ 1 tháng 2 lần, đầu tháng và giữa tháng âm lịch. Đây là cái GS Metro và cái khu dân cư của các anh chị, khu dân cư GS Metro. Ta làm ở đây, người ta đang ở đây là làm một cái con kênh điện cao thế ở đây với cô bác anh chị. Em chạy ở đây để cô bác anh chị nhìn một chút cái cảnh vật ở đây thôi. Ăn đào bới tùm lum đó, làm một cái gọi là cái hồ trồng cây rồi tùm lum ở đây. Mà nếu mà nhìn rộng ra thì chính vì cái GS Metro này nó sẽ làm cho Nhà Bè ngập nhiều hơn.
nhưng mà ngập tới đâu thì chưa biết, và chắc chắn rồi ngập hay không thì người ta vẫn làm thôi cô bác anh chị. Bây giờ cái nhu cầu nhà ở Sài Gòn mình rất là cao, những cái khu đất giống, những cái ao hồ đầm lầy ngày xưa thì bây giờ người ta lấp hết rồi, còn bao nhiêu nữa đâu cô bác anh chị. Ở cái khu nhà bè này cũng còn đâu có nhiều, mà còn thì nó cũng có chủ hết rồi, ta xí hết trơn rồi đó. Sắp tới thì cũng banh thôi. Nói ở đây thì em sẽ quẹo một chút về cầu Long Kiển luôn ha, hơi sẵn tiện nè. Bớt mưa thì chắc có lẽ là không có lầy lụa lắm đâu, cập nhật gửi đến cô bác anh chị luôn. Ở đây là chúng ta tới Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển. Nước đậm ngay chỗ chú bán hàng cho nên là chú tranh thủ quét. Thấy cảnh vật ở đây nhìn buồn hiu á thưa cô bác anh chị. Mưa mới xong nữa. Ngay cái chỗ này là cái chỗ ngập nhiều nhất nè. Đó. Nước này là nước mưa ập xuống một phát khoảng chừng 5 phút là chỗ này nó thành cái vũng nước như vậy á cô bác anh chị. Chạy nó chạy không kịp. Rồi ở đây là tới cái cầu Long Kiển rồi, em mời cô bác anh chị cập nhật một chút luôn. Đây, người ta đã đổ nhựa này, đổ nhựa và lăn tới đây rồi. Chắc là tới đây thôi đó. Tới đây thôi, bắt đầu sắp tới thì có thể là chỗ này sẽ ngập nhiều hơn, bởi vì ngay chỗ này nó không còn đậm nước được nữa, người ta làm cầu á, rồi nó cao hơn rồi, đó, cao hơn rồi. Những cái nhà ở đây có cái nhà là cao thấp hơn đường gần cả mét. Hôm nào em cập nhật cái nhà sau, tại cái camera hôm nay em không có quay xung quanh được. Bắt đầu làm cột đèn rồi lát gạch vỉa hè các bác anh chị, cột điện, cột đèn đó. Họ chạy nhựa bên này cầu rồi ha, bên này xã Phước Kiển này, trường này là trường Nguyễn Văn Quỳ này. Ở cái trường đó nó thấp hơn cái đường đó, nó tầm cả thước không các bác anh chị. Đó, trường thấp hơn cái đường nhiều lắm luôn á các bác anh chị, thấy không? Rồi bắt đầu em sẽ cập nhật ở đây, cập nhật ở đây bên hông. Ta đang lát gạch vỉa hè đó. Đây là gạch vỉa hè, còn cái chỗ này thì người ta chưa có đổ đất đổ gì hết này, nó còn sình lầy lắm, trời mưa hay là buổi sáng mà đi làm đó, kẹt xe với lại sình lầy ở đây nhiều lắm, tối mà mưa phát là dính ngụm củ tỏi. Ở đây bây giờ mưa có chút xíu mà nó ra thành ra như thế này, có mấy anh chị thấy không? Em chạy vô một cái rồi em chạy ra để có mấy anh chị thấy cái khu này nha. Cầu nâng lên thì đường, nâng lên thì nhà xung quanh ngập. Ở đây là một cái khu xóm hẻm. Xóm hẻm này thì bây giờ sao em nhận không ra, cái cầu làm mới sao em nhận ra. Ngày xưa mùa dịch có một thời gian em hay chạy đường tắt. Đây em quay ra lại để có mấy anh chị thấy cái cầu.
mai mốt mà mưa tầm khoảng nửa tiếng một tiếng là cái chỗ này nó ngập, trời trời ơi đất hỡi luôn. Này, chỗ đó người ta chưa có đổ đường, người ta đổ nữa là nó còn cao hơn như thế này nữa cho mấy anh chị. Cái nhà ở bên trái của em là coi như nó cũng ngập luôn rồi nè, nó nằm ở dưới so với lại đường khá là nhiều á. Đó, xây lên thì đó cũng 50 phân, 70 phân, thấy không? Nhà cao lắm á. Hôm nào có cái camera mà quay qua quay lại được cái em ly tùm lum có mấy anh chị xem thấy kỹ hơn. Nhà nào mà còn nâng được thì và có tiền thì người ta nâng, còn nhà nào mà nâng rồi cao rồi giờ đụng trần rồi thì mà hết tiền thì thôi khỏi nâng. À, cái tình hình ở cái vị trí này ha, rồi sẵn tiện ở đây thì em sẽ đi qua bên kia cầu luôn, chút xíu nữa quay ngược trở về thì em đi mé bên trong để có mấy anh chị xem. Mấy cái lộ này là cái mấy cái lộ có thể là đặt đèn đường hoặc là trồng cây, mà em nghĩ ở đây chắc đặt đèn đường á. Bây giờ mấy cái cầu dọc theo con đường Lê Văn Lương này nè thì đa số là xe máy được đi, duy là chỉ có cái cầu này á là nó bị yếu rồi, nó bị yếu cho nên người ta không có cho đi á, người ta cấm đèn đỏ là dừng hết, còn đa số các cái cầu khác thì đèn đỏ xe máy được đi. Mưa hồi nãy là khoảng 10 phút có mấy anh chị, 10 phút á. Cái mấy cái đoạn này thì tầm khoảng chắc em nghĩ là khoảng 2 tuần, 3 tuần nữa là người ta làm xong rồi. Trên cầu là xong rồi, trên cầu là hình như xong rồi, tí xíu nữa nếu mà cầu thông không có bạn cấm thì em mời có mấy anh chị mời quẹo ở đó cho vui. Đây này, khu này là cái chợ này. Đây là cái chợ Phước Kiện nha. Chợ Phước Kiện các bạn anh chị. Đó chỉ họp chợ buổi sáng là chính thôi. Đó, ở đây là cái bờ sông của cái cầu. Cái cầu cũ lắm rồi. Nhà sàn bên kia cũng sống nhà sàn. Ở đây có mấy anh đang chuẩn bị đi sao? Rồi em đi lên cầu nha. Đó. À, bên trái của em là cái cầu, ở trên cầu bên chính giữa này thì người ta đã lắp đèn đường. Đó. Ồ, mấy sắt rồi bắt đầu nó hư rồi, bây giờ chuẩn bị nó hư hết rồi, người ta cũng không sửa nó tại vì sắp khánh thành cái cầu mới rồi. Ờ à, đây là bên đây là xã Nhân Đức. Đó. Mai mốt là mấy cái hẻm ở đây nó ngập tanh bành luôn. Đây là chưa, cũng chưa có đổ đường đó các anh chị này, cũng chưa có làm đường hai bên ha. Mặc dù người ta cũng nâng cái lề bên cạnh lên rồi đó. Người ta làm cũng không có đồng bộ lắm, bên kia thì làm liên tục, bên mé bên ngược lại của em đi đó, còn bên này thì hầu như hôm giờ chưa có làm gì hết này, chỉ mới có làm bờ kè bên phải thôi, hành lang thôi. Rồi đường xá nó đang dơ.
chiều chiều mà người ta nghỉ á, là em thấy người dân chạy qua chạy lại được rồi. Giờ người ta đang làm nên cái chắn mấy cái xe lưu ngang đường có anh chị. Trời ơi, xe này chợ chợ cái cuộn sắt tròn tròn đó, nhìn ghê không, tưởng đây xấu các anh chị đang làm mà. Nhưng mà đúng ra cái này độ mấy xe đá với đất xà bằng đồ lưu 3-4 lần là có con đường sạch sạch một tí cho bà con mình đi nó dễ. Cái để lộn trộm như thế này cũng nguy hiểm á, chạy mấy bạn nữ chạy khó khăn té chết. Đó, cao lắm chứ bộ, nhìn vậy chứ cao lắm á. Nhà cửa ở đây người ta đâu có làm ăn gì nữa nhiều nữa đâu, người ta đóng cửa hết rồi. Ở đây cũng cho thuê nè, có anh chị thấy không? Đó, cho thuê đó. Cửa hàng gạo người ta dẹp hết, chứ làm ăn bây giờ cũng khó khăn mà cầu đang làm như thế này đâu có ai ghé qua để mua nhiều đâu. Ở đây người ta cũng đổ nhựa và lăn rồi, đó, lăn rồi. À, mấy cái nhà ở đây là hầu như là thấp hơn cái mặt đường tầm gần cả mét. Đây, ở đây là coi như ổn rồi đó. Đổ nhựa đồ này kia hết rồi nè, lăn lu hết rồi. ở đây mét mấy, 2 mét luôn. Các anh chị thấy cao quá. Hôm nào mời các anh chị cập nhật mấy cái khu xóm trọ ở đây ha, nhiều xóm trọ lắm. Ơi, ở đây nó cao dữ rồi trời. Wow, các bạn chị có thể thấy này, không? Đây là miếng đất người ta chưa có xây nhà, đất ngày xưa cao hơn cũng phải cả mét, hơn cả mét. Mời các bạn chị đi xuống dưới tiếp nha, thẳng theo cái hướng này coi. Xuống dưới này là chúng ta đi đường Nguyễn Bình, tới Nguyễn Bình đó, ngã tư Nguyễn Bình với lại Lê Văn Lương. Đang mặc cái áo mưa nóng quá trời của anh chị. Em làm biến cởi quá, để xong rồi cởi luôn. Ở đây là coi như hết, mà ngay chỗ này có anh chị thấy không, nó như là một cái nút thắt cổ chai đó nè, người ta làm tới đây thì con đường này nó nhỏ xíu lại, hai bên cầu đồ đổ xuống rồi xong rồi thành cái chỗ này còn có cái chút ép à, rất là dễ kẹt xe rồi gì đó các anh chị. Đó, em quay lại đi cái mé bên này có hai bên. Đang lắc gạch, người ta làm bên này trước. Thôi trời nóng quá, chắc là em cởi cái áo mưa ra. Cô bác anh chị đợi em chút xíu nha. Hết mưa rồi mà mặc áo mưa rồi nóng quá trời. Cái chạy nhựa này ở bên này thì em không biết, chứ bên mé bên Phước Kiện thì cũng mới hôm qua với hôm nay thôi. Ở bên tay phải của em ở đây là vỉa hè rồi ha, đây có một cái dự án căn hộ
căn hộ resort Hồ Muối Khoáng tại Hoàng Liên là Bạc Tê. Khu căn hộ này là cũng lâu lắm rồi đó, người ta cũng bỏ lâu lắm rồi. Bây giờ chắc có lẽ làm đường xong rồi người ta làm lại, có phải anh chị? Lẩu cua đồng. Mưa thì cập nhật mưa, hết mưa rồi thì mời của mấy anh chị cập nhật cầu vậy. Có nhiều nhà người ta nâng nền vừa kịp với cái đường. Ngay chỗ này cao, có anh chị thấy không? Cao, nó gồ lên, nó gù lên, nó gò lên. Còn bên kia đó thì lại thấp. Tức là ngay chỗ cái dốc cầu đổ xuống, thì nó lại thấp, thưa các bác anh chị, nó thấp. Là dẫn đến là mưa nó hay bị ngập ngay cái chân cầu. Cái vụ ngập chân cầu điển hình nhất đó là cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son đó. Ba Son ngày hôm nay mới đổi tên đó, là ngập nước. Ngập ngay cái chân cầu, hai bên thành cái hồ luôn. Đó, cái nhà ở đây là coi như mất nóc. Nhà ở đây nè. Đây có anh chị thấy không? Nhà ở đây là mất nóc này. Đó. Gần mất nóc luôn, hết phần nửa nhà. À, để em chạy một chút dưới này cho các anh chị xem. Bên này người ta đang gắn móc lên, gắn đèn với cột điện rồi đó. Ở đây cái xóm bên hông cầu. Xóm này là đầu tiên em mới đi nè. À, nhà này mất nóc cao lắm á. Nó là một cái miếng đất thôi, trong này là một cái khu của nhà xây liền kề nhau. À, lên dốc cầu này có mấy anh chị à. Ở đây thì người ta đang lắp cột đèn cho nên là bên này mình không có đi được, nhưng mà có mấy anh chị thấy nó cao hơn đường nhiều lắm không? Đó, đổ lên thì nước hồi xưa nó chạy được chứ bây giờ nó chạy làm gì nổi. Đó, hai bên thì lắp cái rào như thế này hết rồi. Đây, chạy qua chạy lại buổi chiều được rồi. Mấy bé buổi chiều nó lên đây nó chơi đá banh á, các anh chị. Đổ nhựa xong rồi đó. Lắp đèn ở trên rồi đó các anh chị. Đèn này không biết, chắc không phải là đèn năng lượng mặt trời. Em thấy đèn năng lượng mặt trời ngày hôm nay xài cũng được lắm á. Bây giờ phải đi bên kia thôi, cái bên dơ 66 thôi. Chưa có năng, chưa có độ đá, độ nhựa đây. Mai mốt mà khánh thành, gần khánh thành á, hoàn thiện á, rồi em cập nhật lại một lần nữa. Lúc đó thì em sẽ dùng cái camera mà nó quay được á, nó quay qua quay lại được đó, để cập nhật thêm cái vụ nhà hai bên đường, các bác anh chị cùng xem nha. Đôi khi thì mình cập nhật để biết thôi, còn mà bây giờ ở Sài Gòn mình mấy cái cầu mới xây hoặc mấy cái đường mà bị nâng lên ấy, thì đều là như vậy hết. Nhà sẽ thấp hơn rất là nhiều, có nơi thấp hơn cả gần 2 mét, có nơi người ta phải làm cả cái cầu thang cao để chạy lên hết chứ. Rồi nói chung là cái khu này có được cái cầu như thế này là phải nói là mừng lắm luôn rồi ấy. Em sợ người ta không làm ấy chứ, làm được cái cầu bà con đi qua đi lại chỗ này an toàn sạch sẽ là mừng lắm rồi cô bác anh chị. Giờ bắt đầu người ta có kế hoạch xây nâng như thế nào cho nó hợp lý, chứ để mưa nó ngập vô, nó chạy ngược ngập vô nhà đó. Em quẹo qua phải bên cầu chút xíu này. Qua phải đây cô mời cô bác cập nhật bên kia.
chỗ này nó có cái đường rồi, nó có xây cái gờ chạy ngang. Mai mốt á, cái vị trí này á, em có một cái nỗi lo đó là người ta sẽ bán chợ, người ta sẽ bán chợ hai bên cái đường chạy, hai bên thành cầu này, người ta bán chợ. Mà một khi người ta mà bán chợ rồi là nó kẹt xe, nó tùm lum hết, thưa cô bác anh chị, kẹt chắc chắn luôn. À, chỗ này là cái đường người ta đã làm. À. Bên này đây, mấy cái nhà ở đây có anh chị thấy này, mới xây hết. Bên trái của em á, mấy cái nhà này là mới xây á, tại vì cái lúc mà người ta giải tỏa làm cầu là mấy cái nhà nó nằm ở đây thì mất hết khúc rồi, còn lại thì bao nhiêu đất thì người ta xây sau đó. Cho nên là nó cao bằng đường, khi xây mới thì người ta đổ nền cao bằng hoặc hơn đường. Ở dưới cầu thì chưa có đổ đất gì hết, nước đang đọng dơ lắm. Chỗ này là một loạt mấy cái kho, mấy cái kiosk. Mấy chú này đang đào thôi, em quay lại nha. Ở đây người ta mới gắn cột điện này, có mấy anh chị này. Cột điện, cột điện ở đây. Còn cống, rồi còn mấy cái ô này, hay là mấy cái ô này không phải là cột đèn đâu. Tại vì cột đèn nó nằm ở trên cầu kìa. Ở trên, trên cầu đó mấy cái đèn nó có, nó đã có cái bóng đèn dựa dọi xuống đây rồi, thành ra là mấy cái ô này có thể là trồng cây. Em cũng không chắc đâu, đoán vậy thôi. Cục đèn người ta lắp trên cầu rồi đó, một cái ở trên cầu, một cái ở dưới cầu này, nó rọi xuống ở dưới cầu này. Mấy cái nhà này nhỏ xíu của anh chị này, nó dài nó tầm khoảng 5 thước, 4 thước à. Dài khoảng 4 thước thôi. Mới xây luôn á, mới người ta xây cao á, nhà chạy dốc lên cao hơn đường cũng gần cả mét. Đây là ra bờ sông. Rồi bây giờ em đi qua cầu á, đi qua cầu và mời cô bác anh chị chạy cái gọi là cái hướng bên trong, giống như em mới đi xong á. Má heo nướng muối ớt, cháo lòng má heo. Rồi đèn xanh rồi. Cái cầu Long Kiển ha. Chạy nhanh chút xíu nha, phía sau có người ta đang đeo mình đi lên. Chậm quá là nguy hiểm. Ở đây thì em sẽ quẹo phải nha, quẹo qua bên phải đi cái lane bên trong để cô bác anh chị xem chút. Đây nè, à, trồng ở dưới là trồng cây này nè, đổ đất trồng cây. Ở đây là ra bờ kè ha. Mai mốt biết ở đây người ta có đổ bê tông làm kè không, chắc có chứ không lại để vậy. Nước đen thui đục ngầu á, đục ngầu các bác anh chị thấy không? Nước đục ngầu á. Chắc người ta cũng phải đi đổ nhựa đổ ở đây làm nền chứ. Có nhiều nhà ở đây người ta đi đâu luôn. Chiều mưa cập nhật cầu Long Kiển ở bên tay trái của em ở đây, thành cầu là người ta làm, người ta trồng cây này nè cô bác anh chị. Mấy cái nhà này ở đây là mới xây hết đó nha, mới xây hết, người ta xây cao mà cô bác anh chị thấy cái nhà này không, cái nhà này nè, người ta xây cao tính từ dưới đất lên hơn mét, tính thì cái nền đường hơn mét nè cô bác anh chị thấy không. Cái cầu thang người ta tới đó đó, mà người thì do làm lề làm cầu nên người ta đào, người ta đập mất tiêu rồi đó. Mai mốt xây lại rất là cao luôn, nhà này nhìn choáng ngợp ha. Ở dưới Thủ Đức hôm bữa em đọc báo có một căn nó còn cao hơn như vậy nữa, nhìn còn ghê hơn nữa.
ở đây mà trồng cây thì ông hợp lý, nó sát nhà dân quá. Chắc không phải trồng cây đâu, mấy cái ô này này có bác anh chị, cái ô này chắc không phải trồng cây đâu. Sắc rạc bức tường này, to lên cái nó nảy gốc lên nữa. Cống thì đây rồi à, người ta tại nhựa ở đây đó à, em cập nhật như thế này là có bác anh chị có cái nhìn nó tổng quan rồi đó, tổng quan hết rồi đó. Và chắc là em xin tạm dừng cái clip luôn ở đây. Bây giờ có bác anh chị thấy rộng không? Rộng đó. Nhưng mà hai đầu thì bó hẹp lại, cái nút thắt nó có cái nút thắt. Rồi em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an. Em quay về, nhà em ở ngay cầu mà. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. À, người ta đang còn đi đường điện ở đây, lắp đèn. Đèn LED.